Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ năm ngày 28 tháng 11 sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Tỉnh Bình Phước vừa khởi công xây dựng khu đô thị đầu tiên tại Đồng Xoài với tổng diện tích lên tới gần 170 ha. Đây là khu đô thị hiện đại đầu tiên được xây dựng kể từ khi Đồng Xoài được nâng lên cấp thành phố. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, gồm các hạng mục khu công viên cây xanh kết hợp với nhà ở, công trình công cộng, thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giải quyết nhu cầu về nhà ở cho khoảng 17.000 người dân. Với điểm nhấn là hồ suối Cam, khu đô thị được kỳ vọng sẽ mang lại không gian sống xanh cho thành phố. Qua đó thì Đồng Xoài từng bước hướng tới các tiêu chí của đô thị loại 3, định hướng phát triển thành đô thị loại 2 trong tương lai không xa. Dự án do liên doanh Phúc An Khang với Lycosi 13 và Trung Chính làm chủ đầu tư.